Doanh nhân T. Harv Eker, tác giả cuốn Bí mật tư duy triệu phú đã nói, người giàu buộc đồng tiền làm việc cho họ. Quả vậy, đồng tiền được định giá bằng khả năng sinh lời khi luân chuyển trong nền kinh tế. Nếu để tiền nhàn rỗi nằm im một chỗ mà không được sử dụng vào mục đích kinh doanh, đầu tư, thì chỉ qua một năm, giá trị của số tiền đó có thể mất đi đáng kể. Đặc biệt tại Việt Nam, với tỷ lệ lạm phát hiện khoảng 4% và có nguy cơ tăng lên, thì việc tìm kiếm kênh đầu tư hiệu quả để tiền đẻ ra tiền càng trở nên cấp bách. Giữa vô vàn các kênh đầu tư, kênh đầu tư nào sẽ giúp các nhà đầu tư sử dụng đồng tiền một cách sáng suốt và hiệu quả? Đầu tư vàng và ngoại tệ, hai kênh đầu tư tiềm ẩn nhiều biến động từ kinh tế, chính trị thế giới. Vị thế bản vị của vàng rõ ràng không còn như trước. Giá vàng biến động khó lường, thị trường vàng trong nước không liên thông với nhau. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cao là những yếu tố khiến người đầu tư vàng dù chỉ thiếu thận trọng một chút cũng có thể thua lỗ nặng. Trong khi đó, đầu tư ngoại tệ cũng thiếu hấp dẫn, khó có khả năng tạo đột phá khi thị trường này ngày càng được quản lý linh hoạt hơn. Dự trữ ngoại hối giúp ngân hàng nhà nước có nguồn lực mạnh để can thiệp thị trường mỗi khi cần. Gửi tiết kiệm được xem là kênh cất giữ tiền hơn là một kênh đầu tư vì mặt bằng lãi suất hiện chỉ rơi vào khoảng 7% với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và sẽ khó có đột biến. So với tốc độ lạm phát thì gần như không đáng kể. Sự trỗi dậy của tiền ảo. Năm 2017 chứng kiến cơn sốt của thị trường tiền ảo. Đỉnh điểm là cuối năm 2017, Bitcoin tăng đến mức 20.000 đô la Mỹ, rồi sau đó chạm đáy dưới 11.000 đô la Mỹ. Sự tăng giảm đột biến của kênh đầu tư này đã khiến rất nhiều nhà đầu tư trắng tay, cho thấy mức độ rủi ro quá lớn. Đầu tư chứng khoán, thực tế đã cho thấy biến động của cổ phiếu có phần mang tính ngẫu nhiên, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức cũng như kinh nghiệm mới có thể lựa chọn đúng mã cổ phiếu tăng trưởng ổn định. Đầu tư bất động sản, do quỹ đất có hạn, việc giữ và gia tăng giá bất động sản là điều có thể nhìn thấy. Bởi vậy, đây là một trong ba lĩnh vực chính thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài đạt 806,5 triệu đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2018. Bên cạnh đó, sự phát triển của du lịch Việt Nam cũng là động lực thúc đẩy hoạt động của bất động sản nghỉ dưỡng. Du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá là quốc gia đứng đầu khu vực và là một trong 6 quốc gia hàng đầu thế giới có mức tăng trưởng du lịch với tổng thu quý 1 đạt 161.600 tỷ đồng. Kỳ vọng đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, thị trường bất động sản nhìn chung sẽ dẫn đầu nhu cầu đầu tư nhờ sự bùng nổ của ngành du lịch Việt Nam. Vậy đầu tư bất động sản thế nào để phòng ngừa rủi ro, không lo trộn vốn? Trong ma trận các dự án bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay, nổi lên 3 yếu tố tiên quyết đảm bảo thành công của dự án bao gồm: 1. Vị trí. Con số như 75% khách quốc tế lựa chọn du lịch biển ở Việt Nam đã khẳng định dự án bất động sản càng sát biển càng có lợi thế để gia tăng giá trị trong tương lai. Thêm vào đó, cần nằm ở địa phương có hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, định hướng và các chính sách hỗ trợ phù hợp. 2. Thương hiệu quản lý vận hành cũng là yếu tố then chốt đảm bảo cho khả năng sinh lời bền vững của dự án. Đơn vị quản lý càng danh tiếng thì quá trình khai thác của dự án càng có khả năng thành công cao. 3. Uy tín của chủ đầu tư là bảo chứng cho chất lượng cũng như tiến độ của dự án. Chiếm trọn những yếu tố làm nên một dự án bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu là lời giải chuẩn mực cho những bài toán đầu tư hiệu quả. Dự án tọa lạc tại trung tâm bãi trường Phú Quốc, mảnh đất vàng tiềm năng cho đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng với hàng loạt các chính sách ưu ái của chính phủ và lượng lớn khách du lịch. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, Phú Quốc đón khoảng 1,6 triệu lượt khách du lịch. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, giá đất tại Phú Quốc tăng khoảng 35% so với năm 2016. Dự án được đầu tư bởi BIM Group, chủ đầu tư sở hữu một nền tảng tài chính vững chắc cùng hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sở hữu quỹ đất lên tới 6 triệu mét vuông trải dài khắp Việt Nam, giá trị tài sản ròng trên 2,5 tỷ đô la Mỹ. BIM Group là chủ đầu tư tiên phong hợp tác chặt chẽ với các đối tác hàng đầu thế giới. Bởi thế, giá trị các sản phẩm bất động sản của BIM Group không ngừng tăng, đặc biệt là các sản phẩm tại Phú Quốc tăng lên tới 200%.